đang trên đường đến hồ bơi Nguyễn Phương. Câu lạc bộ Lan Anh đang đóng cửa nghỉ Covid. Mình qua câu lạc bộ Nguyễn Tri Phương để bơi. Ok, đây là cận cảnh hồ bơi Nguyễn Tri Phương hôm nay. Em sẽ đến đây bơi. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ trải nghiệm bơi tại hồ bơi Nguyễn Tri Phương. Nói giờ mình chưa đến hồ bơi này bao giờ. Các bạn lưu ý nha, vô đây mặc quần bơi này không được. Quần này quần đi biển nên không cho bơi. Nên bây giờ phải đổi cái quần bơi khác. Mọi người đến đây lưu ý nha. Mướn quần bơi 10.000, đặt cọc thế chân 30, trả quần mới lấy lại tiền. Cảm ơn cô nhiều nha. Cảm ơn cô nhiều. Nửa tháng nay không đi đâu bơi được đó mọi người. Nay trở lại dưới nước, thấy người nó khỏe, tim nó đập ổn định trở lại. Ở đây đặc biệt có sân banh, mọi người muốn chơi thì đóng tiền 20-30 vô, phải mang dài vô chơi, với lại chơi phải có kỹ thuật chứ cẩn thận trái banh nó đập vô trong mặt là hả, hơi bị phê ấy mọi người. Mà không được đi bơi nữa là không bao giờ nghỉ bơi quá một tháng được, phải ra biển hoặc là đi xuống nước ra sông gì đó bơi, hên là có cái hồ này nó cứu mình chứ không thôi tim của mình đập chậm lắm, bình thường có 45 nhịp trên phút thôi, nhưng mà nghỉ bơi lâu quá tim nó đập nhanh hơn kiểu người bình thường là bị đau tim. Đi bơi về phải ăn bánh tới lưu rùa, không ăn được thịt. Món này ngon nè mà bao nhựa không ăn, đây nè không có bao nhựa mới ăn.